Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Xuân sang, Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang, chúc mọi nhà, lão thọ trường hào thêm sức khỏe, tử tôn tài trí được vinh hoa. Công tư lộc phát thuận đà tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý cát tường an lạc hướng, năm nay giáp thìn khải hoàn ca. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chính xác 100%, cuộc đời tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, đón năm mới Giáp Thìn 2024, được thần tài hậu ái, ban cho lộc lớn, vận số cực may, cực đỏ, làm đâu chúng đó, may túi ba gang mang đi đựng tiền, giàu nhất họ. Đinh Tị thân mến, con đường cũ mà 1977 đang đi dạo này nhọc nhằn quá, dạo này muộn phiền quá, dạo này không thuận nhiều quá. Tiền tài thì phập phù, mà lòng người quan hệ cuộc đời thì mịt mù, có nhiều sự sai trong đời là do bản thân, thế thì có thể sửa. Nhưng lắm sự sai trong đời là do thời thế, ta đổi tại duyên, ta đổi tại số, ta đổi tại nghiệp, đã là duyên số nghiệp nợ ắt nằm ngoài tầm kiểm soát của 1977. Vậy nên ta đành chấp nhận lắm lúc chán cảnh, lắm lúc bất lực, lắm lúc chỉ mong đến một vùng đất mới, một chân trời xa lạ mà ngộp lặn lại từ đầu. Tôi biết anh chị cũng đang mệt mỏi rất nhiều, tuy nhiên tôi không phải thần thánh, không cho anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang. Nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy đến trong năm 2024 để giúp quý anh chị có thể cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay của mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Thưa quý anh chị Đinh Tị thân mến, hãy học cách lờ đi ý kiến của số đông, lờ đi những thị phi hay dăm ba câu chuyện bàn tán sau lưng của họ. Ý kiến của số đông không trả tiền ăn cho anh chị, không trả sinh hoạt phí cho anh chị, không trả tiền thuê nhà cho anh chị, cũng chẳng giúp cuộc đời anh chị phát triển cùng đơm hoa. Vậy nên, việc ta làm, việc họ làm, miệng người đời họ có quyền nói, tai của ta có quyền bịt, dù có nghe được thì trong tâm tưởng của ta có quyền lựa chọn chẳng bận lòng. Cũng chẳng cần suy tư, tập trung vào dự định của chính mình và cuộc đời của chính mình, giải phóng bản thân khỏi sự kìm kẹp của số đông nhàn rỗi, nhiệt huyết trong hành động, bùng nổ vạn giọt nỗ lực cho những mong mỏi của bản thân, còn đâu chẳng cần phải để ý. Này anh chị Đinh Tị thân mến, sợ hãi khi làm điều gì đó, ý nghĩa là điều dễ hiểu, chúng ta ai cũng vậy. Nhưng anh chị nên dành nỗi sợ cho việc cái cản bước anh chị sẽ ở mãi cái điểm hiện tại, nơi khiến anh chị mệt mỏi này và sẽ không có gì thay đổi cả. Có nỗi sợ đấy rồi anh chị sẽ có động lực mà lao vào một sự mạo hiểm mới mẻ trong cuộc đời để viết nên những trang sử hào hùng Đinh Tị nhé. 1. Đầu tiên là tổng quan vận mệnh cuộc đời người tuổi Đinh Tị 1977. Người sinh năm 1977 là tuổi con rắn, tức là năm Đinh Tị, sinh năm 1977 thuộc mệnh thổ, xa trung thổ, đất lẫn trong cát, nam cung khôn thổ, thuộc tây tứ mệnh, nữ cung khảm thủy, thuộc đông tứ mệnh, Phật ban phúc, hư không tạng Bồ Tát, Phật ban trí, đại thế chí Bồ Tát, Phật hộ mệnh, địa tạng Bồ Tát, Phật bảo hộ, phổ hiền Bồ Tát. Năng lượng hỏa kép, Tị cũng thuộc hành hỏa, làm tăng thêm tính hấp dẫn và uy tín của Đinh Tị. Hết sức năng động cả về tâm trí và thể chất, con giáp này luôn tỏ ra hăng hái, rắn lửa khôn ngoan, sáng tạo và thông minh. Họ thích phiêu lưu khám phá những vùng đất mới, những thách thức mới. Đinh Tị là người dễ giao tiếp, năng động, sôi nổi và hơi ồn ào. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt quan điểm này cho người khác. Con giáp này có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Họ chẳng mấy khó khăn khi thuyết phục anh chị rằng ý tưởng của họ vượt so với điều anh chị đề xuất. Phần lớn mọi người sẽ bỏ phiếu bầu chọn Đinh Tị nếu họ tham gia chính trường. Kiên trì và không khoan nhượng, rắn lửa luôn hướng tới những mục tiêu cao nhất và khi đạt tới đỉnh cao họ sẽ mãi mãi bám lấy quyền lực. Bản chất cực kỳ nghi hoặc, Đinh Tị không mấy khi chậm trễ trong việc kết án và trừng phạt đối thủ, nhiệt thành, gợi cảm,
nhưng lại có tính ghen tị cao nhất trong tất cả các tuổi Tỵ. Rắn lửa thường thể hiện một cách thái quá tình yêu cũng như lòng căm thù và chú ý nhiều tới bản thân. Màu hợp với tuổi Đinh Tỵ là đỏ, vàng, màu khắc với tuổi Đinh Tỵ là xanh. Tính cách của tuổi Đinh Tỵ thiếu sự thuần nhất, thường tự mâu thuẫn với bản thân mình, nhiều khi tính nết không đồng nhất, có phần thất thường, có những lúc họ rất tinh tế, nhạy cảm thông thái. Nhưng cũng có lúc sự tinh tế và thông thái của họ lại biến đâu mất, trong công việc và hành động cũng vậy, giống như hình ảnh một con chuồn chuồn đậu trên một cành cây gần mặt nước, phân vân vừa muốn bay, lại vừa muốn đậu lại. Có những lúc họ rất nhiệt tình, hừng hực quyết tâm, sẵn sàng không tiếc công sức và bản thân để vì sự nghiệp, nhưng rồi cũng có lúc họ mệt mỏi, chán trường, dường như yếu ớt. Đặc trưng của Đinh Tỵ là tính điềm tĩnh, khoan dung, kiên trì, chân lý niềm tin và khá bảo thủ. Họ có ý thức về bản thân, coi mình là tôn quý, khác với tục thế. Vì thế nên họ cô độc ít bạn bè, những người được coi là anh chị thường ít, chơi rất thân, có nhiều ân tình nghĩa lụy và họ rất tôn trọng yêu quý bạn bè. Bản thân họ yêu tự do, không thích khuôn khổ, ước thúc, tiết chế hay mực thước. Nhiều người tự kinh doanh hoặc làm tư nhân, họ cũng thường tự do nghiên cứu và phát triển. Quan điểm cởi mở và thoáng, chỉ cần có thể sinh ra lợi ích chính đáng là họ đi theo. Vậy nên tư duy của họ không theo lối mòn, thường có sự sáng tạo đặc biệt. Cá tính của họ khá tùy duyên, cộng với ý thức về bản thân và tài năng vốn có, tuổi này khá kiêu ngạo, hiếu thắng, họ có những nguyên tắc vàng bất khả xâm phạm. Tinh thần sáng tạo cùng với trí tiến thủ ở trên một nền tảng khá kiên cố bền vững và khó thay đổi suy nghĩ của họ. Khi nào anh chị làm được điều đó, chắc chắn phải là một nhà ngoại giao xuất sắc hay một chuyên gia tư vấn tâm lý thượng thừa. Các tư duy và hành động đặc biệt ở chỗ cứng rắn về nguyên tắc nhưng mềm mỏng, linh động về phương pháp thực hiện. Tuổi Đinh Tỵ bề ngoài cứng rắn, kiên quyết nhưng nội tâm mềm mỏng, hiền lành, nhân hậu, có phần đa cảm, yếu đuối. Nếu quan sát kỹ, anh chị sẽ thấy họ có những biểu hiện như cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, lên dây cót tinh thần, nhưng ẩn đằng sau đó thì lại khác. Con số hợp với tuổi Đinh Tỵ là 2, 5, 8, 9, con số khắc với tuổi Đinh Tỵ là 3, 4. Đối với Đinh Tỵ, chỉ cần là lợi ích chính đáng là tiến hành, ngoài ra không bị ước thúc về tư tưởng hay chịu khuôn mẫu nên họ thường tiếp cận với nhiều lĩnh vực mới của thời đại. Ví dụ công nghệ viễn thông, kinh doanh bất động sản, địa ốc, thương mại, du lịch. Một số khác thích yên tĩnh nên họ tham gia nghiên cứu triết học, tư tưởng, làm nông nghiệp theo công nghệ mới. Do sáng tạo, có phúc đức hoặc có tài nên hầu hết họ có những thành công lớn, tiền bạc tích lũy nhiều, thấp nhất cũng là người khá giả, phong lưu. Hơn nữa là giàu sang phú quý, thứ họ cần quán triệt để tới thành công đó là sự kiên cường, quyết tâm, gạt đi những mâu thuẫn trong nội tâm. Với tính cách thông minh, biết xử lý nhiều tình huống, thì người tuổi này thích hợp làm các nhà quản lý, tổ trưởng, nhóm trưởng, để đốc thúc và phân công được công việc rõ ràng chi tiết. Cùng với đó, cần sự công minh, công bằng, biết cách phán xử khi có những tranh cãi xảy ra, lúc này cũng cần đến tính cách của người tuổi Đinh Tỵ. Không những thế, các ngành nghề như giáo viên, nhà tâm lý học, doanh nghiệp đều rất phù hợp với người tuổi Đinh Tỵ, sẽ phát huy được hết tinh thần, khả năng năng lực của người tuổi này trong công việc của họ, còn đưa công việc có sự phát triển hoàn thiện được bản thân mình tốt nhất. Tuổi rất hợp làm ăn cùng với Đinh Tỵ, Nhâm Thân, Bính Thân. Tuổi khắc với Đinh Tỵ không nên kết hợp làm ăn, Quý Mùi, Tân Mão, Quý Tỵ, Kỷ Hợi, Quý Sửu, Tân Dậu, Quý Hợi. 2. Đánh giá chung vận trình tử vi 4 phương diện tuổi Đinh Tỵ 1977 trong năm 2024 như sau. Người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 có vận khí khá lý tưởng trong năm Giáp Thìn 2024, danh tiếng và uy tín trong sự nghiệp được nâng cao, đồng thời kinh nghiệm làm việc của anh chị sẽ rất phong phú và hoàn toàn có năng lực đảm nhận mọi nhiệm vụ quan trọng. Dù đôi khi vẫn có thách thức, nhưng từng ấy năm lăn lộn ngoài xã hội đã trang bị cho bạn bản lĩnh vững vàng để vượt qua mọi khó khăn. Năm nay anh chị nên lưu ý khi có người hỏi vay mượn tiền, dù đối phương là bạn bè hay người thân đều nên nhớ phân tích tình huống chi tiết. Nếu đối phương không đưa ra lý do cụ thể và hợp lý, thì anh chị phải tìm lý do để khéo léo từ chối, bằng không sau khi mượn tiền, đối phương rất có thể sẽ trực tiếp cầm tiền bỏ trốn, khả năng thu hồi nợ là rất thấp. Về sức khỏe, con giáp này nên tăng cường rèn luyện thể chất trong năm nay vì thể lực của anh chị có dấu hiệu sa sút và dễ bị bệnh tật tấn công, virus xâm nhập dẫn đến nhiễm trùng, cuối cùng sẽ gây ra một số biến chứng nguy hiểm. Khuyến cáo rằng, một số nhân viên văn phòng hoặc những người làm công việc phải ngồi lâu một chỗ nên ra ngoài để rèn luyện xương cốt. Khi có thời gian rảnh rỗi có thể lựa chọn leo núi, chạy bộ hoặc bơi lội, điều này sẽ có lợi hơn cho việc duy trì sức sống, đồng thời có thể cải thiện thể lực và vóc dáng của bạn. Về phương diện sự nghiệp,
Sự nghiệp của người tuổi Đinh Tỵ vào năm Giáp Thìn tuy có phần kém sắc hơn so với năm 2023 trước đó, nhưng xét về tổng thể vẫn bình ổn, không quá bi đát. Điềm báo tử vi dự đoán sẽ có chút sóng gió trong thời gian ngắn, nhưng bản mệnh đừng lo lắng hay sợ hãi, vì sau sóng gió chắc chắn sẽ có những cơ hội rất lớn để phát triển sự nghiệp. Cả thách thức và cơ hội sẽ song hành trong quá trình phát triển sự nghiệp của Đinh Tỵ vào năm 2024. Một số người có thể gặp phải những nút thắt trong công việc và cần phải nỗ lực nhiều hơn để vượt qua. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của các cát tinh thiên hỷ và thiếu dương sẽ mang đến cho anh chị cơ hội được quý nhân dìu dắt, sớm vượt qua giai đoạn khúc chiết này. Năm nay, người tuổi Đinh Tỵ có thể sẽ cần tiếp nhận một số hạng mục và nội dung công việc hoàn toàn mới, phải nghiêm túc học hỏi. Có thể dành thời gian riêng đọc thêm những kiến thức liên quan, điều này sẽ giúp anh chị nâng cao chuyên môn và mở rộng tầm nhìn, góp phần phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Sao Thiên Ấn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thái độ chủ động trong công việc khi được trao cơ hội tham gia vào những dự án quan trọng. Những đóng góp một cách chủ động của anh chị có thể được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận và đánh giá cao, từ đó nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Một vấn đề không kém phần quan trọng là trong giai đoạn này, người tuổi Đinh Tỵ cần xử lý các mối quan hệ trong công việc một cách cẩn thận và duy trì thái độ ôn hòa, để tránh những tác nhân cản trở sự thăng tiến của bạn. Áp lực công việc là điều không tránh khỏi, bên cạnh đó còn có cạnh tranh về chức vụ hoặc lợi ích cá nhân trong tập thể. Bản mệnh cũng nên có sự đề phòng cần thiết, hãy chú ý đến mối quan hệ tại nơi làm việc và cố gắng hòa hợp với đồng nghiệp để duy trì bầu không khí làm việc lành mạnh. Đặc biệt, đối với những người tuổi Đinh Tỵ 1977, năm 2024 là thời kỳ vàng để phát triển sự nghiệp, nên chú ý nắm bắt được cơ hội và thể hiện bản thân thật tốt thì rất có thể sẽ tiến một bước lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, dù kết quả đạt được có thể khả quan, nhưng anh chị cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, quá tự mãn và khoe khoang về địa vị cao có thể khơi dậy sự ganh ghét của tiểu nhân, dẫn đến việc ngã từ trên cao xuống, không tốt cho sự phát triển sau này. Vì vậy, người tuổi Đinh Tỵ phải luôn duy trì phong cách làm việc khiêm tốn, tuân thủ nguyên tắc, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Về phương diện tài lộc. Phương diện tài lộc của tuổi Đinh Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024 được dự đoán sẽ có cả thăng và trầm. Vẫn sẽ có không ít cơ hội để bản mệnh làm giàu túi tiền của mình, nhưng cũng vẫn tồn tại không ít rủi ro tiềm ẩn có thể khiến anh chị mất một khoản không nhỏ. Nói về những thuận lợi, trước hết, người tuổi Đinh Tỵ có cơ hội đón thêm nguồn thu nhập. Những khoản thu nhập này có thể đến từ các khoản đầu tư, tiền lãi cổ phiếu hoặc quỹ đầu tư. Bạn cũng có thể sẽ được giúp đỡ hay được mách nước cho những thông tin quý giá. Tuy nhiên, do vận may của anh chị khá yếu nên vẫn cần thận trọng hơn trong việc đầu tư, nhất là khi tham gia vào các lĩnh vực hoàn toàn mới lạ. Với người làm công ăn lương, duy trì chất lượng công việc ổn định sẽ giúp đảm bảo thu nhập đều đặn cho bạn. Khi làm tốt và thể hiện bản thân một cách xuất sắc, anh chị hoàn toàn còn kiếm thêm một khoản từ các khoản thưởng hoa hồng, phụ cấp. Tuy nhiên, năm nay anh chị được khuyên cố gắng không đặt mục tiêu quá lớn vào việc kinh doanh tay trái hoặc đầu tư. Bởi vì ngay cả khi anh chị bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc ở giai đoạn đầu, bạn vẫn sẽ gặp đôi chút khó khăn và khó có thể thu được lợi nhuận mong đợi ở giai đoạn sau. Thậm chí có người xui xẻo còn mất hết cả tiền gốc, đây chắc chắn không phải là kết quả anh chị muốn nhìn thấy. Với người làm kinh doanh, do ảnh hưởng của sao xấu kiếp tài, con đường kiếm tiền của bản mệnh sẽ hơi gập ghềnh vào năm Giáp Thìn này. Lợi nhuận có phần sụt giảm, nếu không vì đối thủ cạnh tranh gay gắt thì cũng bởi thị trường biến động khó lường khiến bạn không theo kịp. Đặc biệt, những người tuổi Đinh Tỵ thiếu kinh nghiệm quản lý tài chính có thể bị tổn thất nghiêm trọng do đầu tư không đúng cách. Vì vậy, trong năm nay anh chị cần phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, thay vì hy vọng làm giàu sau một đêm hay mơ ước những điều viển vông xa vời. Anh chị nên trân trọng thành quả lao động của mình, phát triển thói quen tiêu dùng tốt, giảm thiểu những khoản chi tiêu không cần thiết để có thể tích lũy được nhiều của cải hơn. Về phương diện tình duyên. Tử vi tuổi Đinh Tỵ năm 2024 về tình duyên hứa hẹn sẽ đón nhận nhiều bất ngờ với sự giúp đỡ của bộ ba ngôi sao tốt lành Thiên Hỷ, Thiếu Dương, Bách Việt. Đây là các cát tinh chủ về đào hoa, hỷ tín, hứa hẹn những điều thú vị trong đời sống tình cảm của con giáp này. Nhìn chung, các mối quan hệ, vận khí ổn định và không có nhiều biến động là một tin vui đối với người tuổi Tỵ. Đào hoa khoe sắc sẽ có lợi cho người độc thân hơn cả. Anh chị có thể tự tin theo đuổi tình yêu của mình mà không cần lo lắng quá nhiều về sự can thiệp từ bên ngoài. Có bạn có thể bất ngờ được người khác giới yêu thầm đã lâu tỏ tình. Mối quan hệ giữa hai người sẽ tiến triển rất nhanh, có thể dẫn tới hôn nhân chớp nhoáng. Bản thân tuổi Đinh Tỵ cũng rất hài lòng với mối quan hệ này. Cuộc sống sau khi kết hôn là những trải nghiệm mới mẻ và hạnh phúc với bạn.
Với các cặp đôi, tình cảm giữa hai anh chị càng thêm phần ổn định trong năm nay. Tuy thỉnh thoảng giữa anh chị và người ấy vẫn sẽ xảy ra những cãi vã nhỏ, nhưng sẽ không đến mức nghiêm trọng, thậm chí tình cảm còn càng thêm khăng khít sau những cãi vã, bởi cả hai thêm hiểu và yêu nhau hơn. Vợ chồng cũng nên chú ý đến cảm xúc của nhau hơn và giao tiếp nhiều hơn để gia đạo êm ấm. Lưu ý, đào hoa chiếu mệnh cũng có thể khiến tuổi này dù là hoa có chậu, nhưng sức hút trong mắt người khác giới vẫn rất mạnh mẽ. Bản thân bạn nên có sự tiết chế vừa phải, giữ khoảng cách trong các mối quan hệ để tránh gây ra những rắc rối không đáng. Những người anh chị đã kết hôn có thể thực hiện kế hoạch mang thai trong năm nay, toàn bộ quá trình vô cùng suôn sẻ. Và anh chị có thể dễ dàng thụ thai, có thể sẽ là thai đôi, gia đình càng thêm niềm vui. Nam giới sinh năm Đinh Tỵ sẽ có vận may tốt hơn trong năm nay. Người độc thân nên chú ý hơn đến những người khác giới xung quanh mình vì sẽ có đối tượng phù hợp với mong cầu của bạn. Trong quá trình theo đuổi, anh chị cũng nên lưu ý đừng quá mạnh mẽ hoặc có thái độ thiếu thành thật, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến triển của mối quan hệ. Xét về phương diện sức khỏe. Sức khỏe nhìn chung tốt, ít có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng. Nếu có thể duy trì lối sinh hoạt điều độ và lành mạnh thì gần như không xuất hiện tình trạng nguy cấp nào. Thường ngày anh chị nên tăng cường vận động thể chất để tăng cường sức đề kháng, đừng lúc nào cũng ngồi hoặc nằm một chỗ. Ngoài ra, tùy theo tình trạng sức khỏe của bản thân mà anh chị cần tìm cho mình một phương pháp tập luyện phù hợp, có thể đến phòng gym theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên cá nhân hoặc có thể tập yoga tại nhà, đi bộ hay chạy bộ cũng là hoạt động được khuyến khích. Lưu ý, sự xuất hiện của hung tinh kiếp sát cảnh báo về những tổn thương, tai nạn bất ngờ do chính sự bất cẩn của con giáp này gây ra. Đi lại, làm việc đều cần chú ý vấn đề an toàn, kẻo có thể phải đụng dao kéo. Đối với những người có tiền sử bệnh cũ thì càng cần phải cẩn thận hơn để không khiến tình trạng xấu đi do sơ suất, thậm chí phải phẫu thuật. 3. Tử vi từng tháng âm lịch của tuổi Đinh Tỵ 1977 trong năm 2024 như sau. Tháng 1 năm 2024, tháng Bính Dần. Con giáp Đinh Tỵ gặp vận quý nhân ở ngay đầu năm nên dễ dàng vượt qua những khó khăn trong công việc, đời sống, tài chính rủng rỉnh nhờ khoản tích lũy từ trước, tuy nhiên gặp một vài rắc rối trong gia đạo nhưng cũng được giải quyết ổn thỏa. Tháng 2 năm 2024, tháng Đinh Mão. Thành quả thu được xứng đáng với sự chăm chỉ cày cuốc trong công việc, dẫn tới tiền bạc thu về tăng lên đáng kể, quan hệ tình cảm tiến triển tốt đẹp, có tin hỉ trong dòng họ. Tháng 3 năm 2024, tháng Mậu Thìn. Người tuổi Đinh Tỵ vẫn có vận trình hanh thông ở tháng này nên công việc đều tương đối thuận lợi, nhưng đòi hỏi sự kiên trì hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Nếu bỏ dở giữa chừng thì sẽ không mang lại kết quả, tháng này cần đề phòng họa hình thương hoặc huyết quang khi đi lại. Tháng 4 năm 2024, tháng Kỷ Tỵ. Tháng 4 này người tuổi Tỵ có nguy cơ dễ mắc các bệnh về mắt hoặc tim phổi, bởi vậy nên ăn uống chú trọng thanh đạm, giảm tải áp lực cho cơ quan tiêu hóa trong cơ thể, phương diện tình cảm có chiều hướng tiêu cực, dễ xảy ra xung đột do tranh cãi. Tháng 5 năm 2024, tháng Canh Ngọ. Bước sang tháng này con giáp tuổi Rắn lại có sự nghiệp khởi sắc, kinh doanh hiệu quả và có lộc, bệnh tật giảm nhiều do gặp thầy gặp thuốc và còn đón tin mừng từ xa đưa về. Tháng 6 năm 2024, tháng Tân Mùi. Bản mệnh tuổi Đinh Tỵ cần đề phòng bị mất trộm tiền của hoặc đồ quý giá trong tháng này, công việc kinh doanh có lời, đầu tư có lãi, người làm công ăn lương được đề bạt tăng lương hoặc thăng chức nhỏ, đón tin vui về con cái trong nhà. Tháng 7 năm 2024, tháng Nhâm Thân. Tình hình tài chính tháng này sẽ tiêu hao nhiều tiền bạc bởi các chi tiêu đầu tư cho các mối quan hệ xã giao, hoặc chỉ đơn giản là mua sắm hưởng thụ cá nhân, cẩn thận tai nạn đường sông nước, hạn chế đi tới những nơi núi cao, vực sâu, coi chừng bất chắc. Tháng 8 năm 2024, tháng Quý Dậu. Tài khí tháng này tăng mạnh nên người tuổi Đinh Tỵ khả năng cao ký kết được hợp đồng lớn, kinh doanh buôn bán được lộc, khó khăn công việc được tháo gỡ, có điểm thăng tiến hoặc tăng lương. Tháng 9 năm 2024, tháng Giáp Tuất. Tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không phải nghĩ, vận tài lộc đáng mừng khi sang tháng 9, sự nghiệp cũng trên đà thuận lợi, nhưng cần đề phòng tiểu nhân phá hoại kiện tụng, tránh làm ăn theo đường mòn lối tắt kẻo vướng họa lao ngục. Tháng 10 năm 2024, tháng Ất Hợi. Đi lại cẩn thận, đề phòng bị té ngã hoặc tai nạn xe cộ, ăn uống giữ mồm, giữ miệng, tránh bị ngộ độc thực phẩm hoặc tăng cân không kiểm soát, có điểm tiểu nhân ngáng chờ công việc, cẩn thận khi giao dịch hoặc ký tá giấy tờ. Tháng 11 năm 2024, tháng Bính Tý. Bệnh nặng không mắc,
nhưng bệnh vặt khó tránh, đi lại cẩn thận, hạn chế đi xa hoặc đi một mình, dễ gặp sự cố bất ngờ hoặc tai nạn thương tâm. Tháng 12 năm 2024, tháng Đinh Sửu. Thu nhập tăng lên đáng kể do được tăng lương thưởng hoặc có thêm nguồn thu phụ, công việc làm ăn tiến triển thuận lợi, hợp tác làm ăn lớn, lợi nhuận thu về đầy túi, tình duyên hanh thông, đào hoa khoe sắc các cặp đôi tính chuyện cưới hỏi hoặc sinh con. Và phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay đó là phần hóa giải hung cát cho người tuổi Đinh Tỵ 1977 trong năm 2024. Đối với nam mạng Đinh Tỵ, gặp phải sao Thái Bạch và hạn toán tận, Thái Bạch là hung tinh, còn được mệnh danh là xấu nhất trong tất cả các sao, sao chủ về hao tán tiền bạc, mọi chuyện không như ý, đại kỵ với nữ giới, người quyền quý gặp sao này có chút lợi, thêm đinh, thêm khẩu, kết hôn, cẩn thận bệnh phần bụng. Cách hóa giải hạn toán tận. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, anh chị không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy, nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống tinh thần, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đối với nữ mạng Đinh Tỵ, được sao Thái Âm chiếu mệnh và gặp phải hạn Huỳnh Tuyền, Thái Âm là cát tinh, khi nhập hạn là tài tinh đem lại nhiều may mắn về tài lộc, có cơ may phất mạnh về đất đai, bất động sản, nhưng mang tính chất bất thường, thời vận nhiều thăng trầm. Cách hóa giải hạn Huỳnh Tuyền. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Đề phòng tai bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Vừa rồi chúng ta đã luận giải về phần tổng quan chung của tuổi Đinh Tỵ 1977. Vậy xét riêng về nam mạng và nữ mạng trong năm 2024 này sẽ ra sao? Xin mời quý anh chị cô bác cùng theo dõi phần luận giải dưới đây nhé. Đối với nam mạng Đinh Tỵ, năm Giáp Thìn 2024, Đinh Tỵ nam mạng sẽ có con đường sự nghiệp tương đối bình ổn. Ở độ tuổi 48, công việc tuy không có những bước phát triển bứt phá, nhưng lại rất vững vàng. Làm tới đâu chắc thắng tới đó, đôi lúc công việc gặp trục trặc không như ý, nhưng với bề dày kinh nghiệm, Đinh Tỵ nam mạng có thể xử lý êm xuôi, tốt đẹp. Năm 2024 này, mệnh chủ nên duy trì những thành quả cũ, trước các quyết định thay đổi thì cần có sự tính toán thận trọng, không nên liều lĩnh. Vận khí tài lộc của nam mạng Đinh Tỵ khá thịnh vượng trong năm 2024. Mệnh chủ may mắn có được nhiều cơ hội để tích lũy thêm nhiều tài sản, nguồn tiền tài dồi dào, nhờ vậy mà cuộc sống sẽ được đầy đủ no ấm. Ở độ tuổi trung niên, Đinh Tỵ nam mạng nên hạn chế tiêu xài hoang phí, thay vào đó hãy cố gắng để ra một khoản dành dụm. Để tình hình tài chính luôn vững vàng, nam Đinh Tỵ nên kiểm soát chi tiêu, hướng về sống tiết kiệm, giản dị, thanh tịnh. Nam Đinh Tỵ sẽ có cuộc sống gia đạo hạnh phúc, đầm ấm trong năm 2024, vốn là người ham công tiếc việc. Mệnh chủ dễ đánh mất cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp, nếu muốn giữ cho mái ấm luôn an vui, nên dành nhiều thời gian chăm sóc những người thân trong nhà. Tình cảm gia đình sẽ càng thêm khăng khít sau những khoảnh khắc vui vẻ bên mâm cơm nhà hoặc trong các chuyến du lịch. Ngoài ra, việc chủ động quan tâm, sẻ chia cảm xúc qua lời trò chuyện thân mật cũng giúp gia tăng tình thân. Người tuổi Tỵ thường sống nội tâm hay che giấu cảm xúc thật của bản thân nếu muốn hóa giải những hiểu lầm không đáng có. Để mọi người càng thêm thấu hiểu lẫn nhau, mệnh chủ nên biểu lộ tâm tư tình cảm một cách rõ ràng hơn. Bước sang độ tuổi 48, cơ thể sẽ gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường thấy ở tuổi trung niên trong năm 2024. Mệnh chủ nên phòng tránh bệnh tật bằng cách khám sức khỏe định kỳ. Lời khuyên để có được sức khỏe dồi dào là lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống khoa học.
Ngoài ra, các hoạt động thể thao vừa sức không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, săn chắc mà còn nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh. Đối với nữ mạng, người nữ tuổi Đinh Tỵ sẽ có vận trình sự nghiệp khá hanh thông trong năm Giáp Thìn 2024 nhờ có đầu óc thông minh nhạy bén cùng với kinh nghiệm dày dặn, mệnh chủ đạt được vị trí vững chắc trong nghề. Ngoài ra, người tuổi này cũng có tài giao tiếp khéo léo, dễ tạo thiện cảm với cấp dưới và đồng nghiệp nhờ có kỹ năng làm việc lâu năm và lòng tâm huyết với nghề. Nữ Đinh Tỵ có thể dễ dàng vượt qua những trắc trở trong công việc. Nếu muốn tạo bứt phá trong sự nghiệp ở độ tuổi trung niên, nữ Đinh Tỵ cần hành động thận trọng, tính toán kế hoạch thật kỹ lưỡng. Năm Giáp Thìn, nữ mạng tuổi Đinh Tỵ có tài vận tốt, gặp nhiều cơ may để tích lũy tiền tài. Những cơ hội này chỉ thực sự được phát huy khi mệnh chủ làm ăn chính đáng, kiếm tiền bằng sự nỗ lực của bản thân. Để đảm bảo sự ổn định về tài chính, nữ Đinh Tỵ nên lập kế hoạch chi tiêu thông minh, không nên tiêu tiền một cách hoang phí. Mệnh chủ cần dành dụm những khoản tiết kiệm để đề phòng lúc cần sử dụng đến. Hơn nữa, năm 2024 là lúc nữ Đinh Tỵ nên chi tiêu nhiều hơn vào việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. Năm 2024, nữ Đinh Tỵ vẫn hạnh phúc với cuộc sống gia đạo an vui, đầm ấm. Đôi lúc mệnh chủ mải mê làm việc mà ít thể hiện tình cảm với người thân xung quanh, dù có bận đến mấy, thì cũng nên thường xuyên chủ động trò chuyện, sẻ chia cảm xúc với người nhà. Những chuyến du lịch vui vẻ hoặc mâm cơm gia đình ấm áp là những điều giúp tình cảm gia đình thêm khăng khít. Khi bất đồng chính kiến với người thân, nữ Đinh Tỵ nên thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân, nhờ đó những mâu thuẫn sẽ nhanh chóng được giải quyết, đồng thời tránh được những hiểu lầm không đáng có. Ở tuổi trung niên, phụ nữ Đinh Tỵ không nên chủ quan trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân để có một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ. Mệnh chủ nên duy trì các thói quen lành mạnh, thăm khám sức khỏe định kỳ nhằm phòng ngừa bệnh tật, chế độ ăn uống hợp lý kết hợp cùng với việc tập luyện thể thao sẽ giúp sức khỏe dẻo dai, duy trì vóc dáng thon gọn. Việc cải thiện sức khỏe tinh thần bằng cách suy nghĩ tích cực, lạc quan hoặc thiền định cũng rất cần thiết. Vâng, cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.